cao ốc 25 tầng lấn chiếm vỉa hè Sài Gòn bị phạt nhiều nhất từ trước đến nay. Bây giờ thế này, rất trân trọng các tập đoàn nước ngoài đến với Việt Nam, rất trân trọng. Nhưng mà phải đặt lợi ích của người dân thành phố lên hàng đầu. Phải như vậy mới được. Chưa nói đến kỷ cương phép nước nữa. Dạ đúng. Thứ hai là hôm nay chúng tôi không thể nhân nhượng được nữa. Chúng tôi tháo dỡ toàn bộ chi phí tháo dỡ 50 triệu này tập đoàn sẽ phải trả cho công ty công ích quận 1. Thứ ba là tiền phạt 8 triệu. Và biện pháp là cưỡng chế tháo dỡ khắc phục ngay trả lại vỉa hè. Bên mình không thể được bởi vì kỳ cương phép nước tiếng là xong. Kỳ cương phép nước nó khác với việc cho phép. Hai vấn đề này nó hoặc là hai câu chuyện khác nhau. Chúng tôi đã cho 3 lần rồi, 3 lần mà không thực hiện. Thì hôm nay chúng tôi phải thực hiện kỷ cương phép nước thôi, đó là điều quan trọng nhất. Này nó không phải là lấn chiếm vỉa hè gì hết, mà nó là công trình bảo đảm an toàn cho người dân. Vì chúng tôi thi công ở trên cao đó, cái mái này là cái mái che an toàn. Quận đã cho phép rồi, nhưng mà hết thời gian cho phép thì chúng tôi hỏi 3 lần là chúng tôi xin ra hạn để duy trì cái mái che này bảo đảm an toàn với lại tài sản cho người dân đi đường. Người ta xin ý kiến sở xây dựng, xin ý kiến quận 1 thì quận 1 mới cấp cho sử dụng tạm đến ngày 29 tháng 12 năm 2016 phải kết thúc. Đấy, thì công trình đã xong rồi và 29 tháng 12 cũng đã qua rồi, mấy tháng rồi, hơn 3 tháng rồi. Đấy, thế thì trong hơn 3 tháng nay thì 3 lần đã thông báo nhắc nhở rồi và có nói rõ là nếu không thực hiện thì sẽ cưỡng chế. Thì đây là lần thứ 3 rồi, quận 1 sẽ tiến hành làm cưỡng chế theo quy định. Sáng 24 tháng 3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 cùng lực lượng liên ngành làm việc với đại diện tòa nhà Sài Gòn Center, công ty trách nhiệm hữu hạn Capel Land Watco 2 và 3 có trụ sở tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lê Lợi về các vi phạm trật tự đô thị. Đoàn công tác đã lập biên bản xử phạt đơn vị này 8 triệu đồng do mái che bằng thép kiên cố, dài 100m, rộng 4m, bao trọn vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Công trình này sẽ bị tháo dỡ ngay sau đó và tòa nhà phải trả chi phí cưỡng chế là 50 triệu đồng. Ông Hải nói, Ủy ban nhân dân quận đã 3 lần gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài này tháo dỡ mái che chiếm vỉa hè nhưng họ không thực hiện. Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay cho hành vi chiếm dụng vỉa hè. Đại diện tòa nhà cho biết mái che được lắp để bảo vệ người đi bộ bên dưới, che chắn vật liệu thi công từ trên rơi xuống. Người này nói, cái này chúng tôi đã xin phép sở giao thông nhưng vừa hết hạn, giờ chính quyền xử phạt thì chúng tôi chấp nhận. Tiếp đó đoàn công tác lập biên bản 2 ô tô đậu trên vỉa hè đường Phạm Hồng Thái, trong đó ô tô 7 chỗ của ngân hàng không có tài xế, bị cẩu về trụ sở. Động thái chấn chỉnh trật tự đô thị đòi vỉa hè cho người đi bộ được quận 1 triển khai 2 tháng qua. Rất nhiều công trình của cơ quan công quyền, hàng loạt ô tô biển xanh, ô tô ngoại giao bị xử phạt. Với quyết tâm biến quận trung tâm thành Singapore thu nhỏ, ông Hải tuyên bố sẽ cởi áo về vườn nếu không thể xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Hiện lãnh đạo các quận huyện trên toàn thành phố cũng xuống đường xử lý lấn chiếm vỉa hè với tinh thần không ngại đụng chạm để lấy lại mỹ quan đô thị.